liên tục làm nhục Trường Giang, bà già Mâu Thủy xuất sắc đoạt cúp Ơn Giời. Mâu Thủy xử lý tình huống ngọt đến nỗi danh hài Hoài Linh không ngớt lời khen ngợi tại Ơn Giời cậu đây rồi tập 4. Vừa qua 22 tháng 10, show truyền hình Ơn Giời cậu đây rồi tập 4 đã lên sóng với sự tham gia của Lâm Khánh Chi, Á hậu Mâu Thủy và La Thành cùng các trưởng phòng của chương trình. Và người xuất sắc đạt được chiếc cúp danh giá chính là Mâu Thủy. Chưa từng tham gia diễn xuất, Mâu Thủy gây bất ngờ khi lần đầu tham gia chương trình hài tình huống. Người đẹp đã tạo cho khán giả nhiều cảm xúc khi bước vào căn phòng của trưởng phòng Trường Giang. Với kịch bản chuyển biến khôn lường, trưởng phòng 10 khó bị Mâu Thủy nhiều lần làm nhục chiều cao khi đứng chung. Chuyển biến tâm lý từ khi hóa thân thành bà già cho đến thiếu nữ xinh đẹp, Trường Giang liên tục bất ngờ khi nàng Á hậu lại có thể xử lý tình huống ngọt đến như vậy. Kết hợp với phó phòng Mạc Văn Khoa, trưởng phòng Trường Giang bày nhiều mưu kế để thử lòng cô con gái Mâu Thủy trước khi giao cho cô một phần tài sản cuối đời của mình. Với nhiều cảm xúc khóc cười giận dữ, Á hậu Mâu Thủy xử lý tình huống hết sức tinh tế. Ngoài nét đẹp, Mâu Thủy được danh hài Hoài Linh nhận xét thông minh, ứng biến rất linh hoạt trên sân khấu. Vượt qua Lâm Khánh Chi và La Thành, Á hậu Mâu Thủy xuất sắc nhận được chiếc cúp danh giá của chương trình ngay lần đầu tiên tham gia. Cũng lần đầu tiên xuất hiện tại Ơn Giời, Lâm Khánh Chi thể hiện màn hóa thân đúng với tính cách và con người mình. Hóa thân vào vai quý khuê trong cung, Lâm Khánh Chi liên tục bị Hoàng hậu Trấn Thành hãm hại vì cô em được Hoàng thượng ân sủng đặc biệt. Trong cảnh phòng không chiếc bóng thời gian dài, Hoàng hậu tạo nên hàng loạt án mạng của các quý phi trong cung để giá họa cho Lâm Khánh Chi. Sự thật dần được tiết lộ, Lâm Khánh Chi dù biết bị hãm hại nhưng không màng đến tính mạng của mình, quyết nhận tội thay để bảo vệ cho chị ruột Trấn Thành. Tình thân được nâng cao trong căn phòng của vị trưởng phòng khó tính và được Lâm Khánh Chi bộc lộ sâu sắc. Trấn Thành chia sẻ, Lâm Khánh Chi dù trời có sập xuống thì chị cũng xem là chăn mà đắp. Mọi chuyện đối với Lâm Khánh Chi dễ dàng vượt qua. La Thành cũng bị làm khó trong căn phòng của Tử Long nhưng tạo nên không ít cảm xúc. Khép lại tập 4, tập tiếp theo lên sóng vào 21h15 chủ nhật.